Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta cũng trao đổi khá nhiều về ba ngành học đang được xem như là ba tâm điểm được đào tạo tại Học viện Quản lý Nanyang, đó là ngành du lịch khách sạn, quản trị kinh doanh và xây dựng. Ngoài những cái chương trình trên thì không biết rằng là trong năm 2012 này thì trường Nanyang còn có thêm những thông tin gì mới hay không thưa chị Ly? Và hiện tại thì không biết là trường đang có những cái chương trình khuyến học nào dành cho các bạn sinh viên Việt Nam hay không thưa chị? Thì một cái thông tin mới nhất mà Tân Đại Dương muốn chia sẻ với các bạn đó là hiện nay thì trường Học viện Quản lý Nanyang thì vừa ra mắt là ba chương trình mới về chương trình thạc sĩ MBA với cái ba chuyên ngành đó là Marketing, Quản trị Nhân sự, Quản lý Dịch vụ Y tế. Thì cái chương trình này sẽ được khai giảng vào khóa đầu tiên là ngày 3 tháng 12 năm 2012 này. Và các bạn sẽ được tặng một iPad khi tham gia cái khóa học thạc sĩ MBA tại trường Nanyang. Thì đồng thời là các bạn sẽ được trường khuyến khích một cái học bổng trị giá là 3.000 đô la Singapore, nên học phí của khóa đầu tiên này sẽ là 19.800 đô la. Thì cái điều kiện đầu vào tham gia cái chương trình của trường Nanyang cũng không quá khó. Thì sinh viên chỉ cần tốt nghiệp đại học tại Việt Nam bất kể chuyên ngành nào, hoặc là tốt nghiệp cao đẳng mà có 5 năm kinh nghiệm, các bạn cũng có thể tham gia được chương trình thạc sĩ tại Nanyang. Thêm nữa là điều kiện IELTS là 6 chấm. Nếu mà các bạn chưa có Anh văn thì các bạn có thể học Anh văn tại trường tối đa là 6 tháng. Và thêm một chương trình học bổng của trường cho học sinh nữa là học bổng dành cho khóa Anh văn là 1.000 đô la Singapore. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và Ngọc Châu cũng hy vọng rằng là với những thông tin thiết thực mà các chuyên viên tư vấn đến từ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương đã vừa chia sẻ, thì đây sẽ là những thông tin rất là bổ ích dành cho các bậc phụ huynh, các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam đang quan tâm đến vấn đề du học tại Singapore, đặc biệt là những ai đang băn khoăn lựa chọn cho mình một ngành học tại Học viện Quản lý Nanyang thì sẽ có thêm những cái lựa chọn cho mình. Xin được cảm ơn các vị khách mời rất nhiều.